Chào mừng các sinh quay trở lại với kênh Thành Đô Vlog. Trong video hôm nay, chúng ta tiếp tục học môn tiếng Việt lớp 4 sách cánh diều, bài 1, phần luyện từ và câu. Trong bài hôm nay chúng ta cùng học về dấu gạch ngang. Trước hết là xem vào phần 1 La Mã nhận xét. Dấu gạch ngang trong bảng sau được dùng làm gì? Dấu gạch ngang trong bảng sau được dùng làm gì? Nhân vật trong các câu chuyện bài thơ đã học. Bạn nhỏ trong bài thơ Tuổi Ngựa, Hồng trong câu chuyện Làm Chị, bạn nhỏ trong câu chuyện Cái Răng Khểnh, Minh trong câu chuyện Vệt Phấn Trên Mặt Bàn, bạn nhỏ trong câu chuyện Những Vết Đinh. Rồi, kem bấm tạm dừng video và kem nhận xét. Các dấu gạch ngang trong bảng này được dùng làm gì? Dấu gạch ngang trong bảng này được dùng để đánh dấu. Đánh dấu cái gì? Đánh dấu ý liệt kê nhân vật trong các câu chuyện bài thơ đã học. Được chưa? Đánh dấu ý liệt kê nhân vật các câu chuyện trong bài thơ đã học. Cụ thể ở đây là nhân vật bạn nhỏ trong bài thơ Tuổi Ngựa, rồi nhân vật Hồng trong câu chuyện Làm Chị, nhân vật bạn nhỏ trong câu chuyện Cái Răng Khểnh, nhân vật Minh trong câu chuyện Vệt Phấn Trên Mặt Bàn, hay là nhân vật bạn nhỏ trong câu chuyện Những Vết Đinh. Rồi như vậy các em tham khảo câu trả lời. Dấu gạch ngang trong bảng trên dùng để đánh dấu các ý. Các em nhớ là đánh dấu các ý nha. Ý 1, ý 2, ý 3, ý 4, ý 5 thì chúng ta dùng dấu gạch ngang này, được chưa? Đánh dấu các ý trong đoạn liệt kê những nhân vật trong các câu chuyện bài thơ đã học. Rồi các em hiểu là các ý trong đoạn văn này là liệt kê những nhân vật trong các câu chuyện bài thơ đã học. Thì để đánh dấu các ý trong đoạn văn này, người ta dùng dấu gạch ngang. Phần 2 La Mã bài học. Dấu gạch ngang được dùng để đánh dấu các ý trong một đoạn liệt kê. Các em nhớ là đoạn liệt kê nha. Rồi đây các em ghi nhớ bài học này. Tiếp theo là các em sang phần 3 La Mã luyện tập. 1. Viết lại đoạn văn sau bằng cách sử dụng dấu gạch ngang để đánh dấu các ý được liệt kê. Trẻ em có bổn phận sau đây: yêu quý, kính trọng, hiếu thảo với ông bà, cha mẹ, kính trọng thầy giáo, cô giáo, lễ phép với người lớn, thương yêu em nhỏ, đoàn kết với bạn bè, giúp đỡ người già yếu, người khuyết tật, tàn tật, người gặp hoàn cảnh khó khăn. Rồi ở đây các em lưu ý trong đoạn văn này, người ta dùng dấu chấm phẩy để kết thúc một ý. Dùng dấu chấm phẩy để kết thúc một ý, được chưa? Dấu chấm phẩy này, dấu chấm phẩy này. Bây giờ các em viết lại đoạn văn này bằng cách sử dụng dấu gạch ngang để đánh dấu các ý được liệt kê. Rồi trước hết là các em bấm tạm dừng video và các em làm bài trước nha. Rồi bây giờ các em tham khảo bài làm như sau. Ở đoạn văn trên, trẻ em có bổn phận sau đây. Hai chấm. Sau đó là người ta liệt kê những bổn phận của trẻ em. Được chưa? Hai chấm nhưng viết liền không xuống dòng. Còn khi chúng ta sử dụng dấu gạch ngang, trẻ em có bổn phận sau đây, hai chấm thì phải xuống dòng. Sau đó mới dùng dấu gạch ngang để đánh dấu các ý. Để đánh dấu các ý được liệt kê. Ý thứ nhất, yêu quý, kính trọng, hiếu thảo với ông bà, cha mẹ. Trong đoạn văn trên, người ta dùng dấu chấm phẩy để kết thúc một ý. Thì trong đoạn văn dưới, chúng ta dùng dấu chấm để kết thúc một ý. Ý tiếp theo là kính trọng thầy giáo, cô giáo. Kính trọng thầy giáo, cô giáo. Rồi, tiếp theo, lễ phép với người lớn. Chấm phẩy này là kết thúc một ý này. Lễ phép với người lớn. Thương yêu em nhỏ. Thương yêu em nhỏ này. Đoàn kết với bạn bè. Giúp đỡ người già yếu, người khuyết tật, tàn tật, người gặp hoàn cảnh khó khăn. Giúp đỡ người già yếu, người khuyết tật, tàn tật, người gặp hoàn cảnh khó khăn. Rồi, tiếp theo.
2. Hãy viết một đoạn văn ngắn kể về những đức tính tốt của em, trong đó có sử dụng dấu gạch ngang để đánh dấu các ý được liệt kê. Trước hết là các em bấm tạm dừng video và các em làm trước rồi đấy nháp nha. Rồi cụ thể ở đây thì các em tham khảo đoạn văn sau. Trong một buổi sinh hoạt bình bầu lớp trưởng của lớp, em được đề cử và được bầu với số phiếu cao nhất. Cô giáo và các bạn nhận xét về em: học giỏi, gương mẫu, khiêm tốn, thân thiện, tốt bụng, chăm chỉ. Em rất vui vì nhận xét này và thầm hứa sẽ trở thành một lớp trưởng tốt hơn nữa để xứng đáng với sự tin yêu của thầy cô và các bạn. Rồi các em tham khảo và làm bài nha. Bài học hôm nay đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video kế tiếp. Chúc các em học tốt.